cày thua ranh hay lên ranh đó. Mấy thằng cày thuê hay tun lắm. Tao không thích nên tao không nhường. Tao chơi để vui. What? Đấy, chạy đánh thương đi. Nó không chó được anh mua. Đúng rồi, nó phải đánh được anh 4 cái nó mới chó được anh lần. Đúng rồi, chính xác, đánh. Đúng rồi. Đúng rồi, đánh thương luôn, đánh thương tới bến. Đánh như Umi như một người chơi thật thụ. Đúng rồi anh, đánh Umi cũng phải như vậy chứ. Đấy, 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 cứ vậy thôi. Không ăn đam, mình không ăn đam như mình. Khi đó nó phát, khi đó nó phát. Rồi lui về, lui về, lui về, lui về, lui về, lui về, bố vua người em bay về. Bay vô. Ôi rồi, có đúp bay vô. À vẫn về được. Ghê không? Anh em thấy đồ ràng mà có FB dùng mi nhìn chiến. Lái quỳ tiếp anh, có quỳ là cái lái, có quỳ là cái lái. À, từ từ, từ từ. Đánh chuột à, với lại anh để ý CC nha. Cái kèo bóng mình dễ không có hiệu ứng khống chế, chứ mấy cái kèo bóng mà có hiệu ứng khống chế phải để ý. Dài còn chưa đủ nữa, ra đi. Money, money, money. Làm sao có thể giết gì nè. Cái game như là mày làm sao mày ăn nè. Mày thích gì? Mày thích gì? Mày vào đi. Thôi được 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 anh. Chủ bắn nha, chủ bắn nha. Úi. A few moments later. Cái này. Con xe đắt ngủ không? Ủa cái đầu không mất dăm ba con xe rác. Anh đứng ở trong người em đi, anh đứng trong người em đi. Anh bắt đầu đánh kiểu nhìn nó rất là đi có mắt là anh đứng ở trong người và anh cắm thôi. Anh đi như vậy con xin nó đặt anh cái rồi cái là đi luôn. Bởi vậy em mới cái này em mới kêu anh cầm cái điểm hiện diện với tiền anh cầm sai bạn Ngọc rồi.
Ây da. Rớ, rớ, rớ. Cho mình thấy đúng ổn rồi nè. Cho rát hơi vậy. Bật tun rồi. Đông đông, cày thuê với cột thủ. Nguyễn Toàn, Pentanet. Có cái thủ tôn thật rồi đó, em đồ xe đá thì ở các quán đường không giống người chạy hai tí nào nữa. Đóng vua cho em cái anh. Cầm ba con vua cho người cắm đi, cắm vua đi. Lê Trung Quân, mít nó đánh hay. Mình đang hello đàn gỗ, hello gỗ. Mình có cày với đua 10 game đầu mọi người. Tỷ lệ thắng rất là cao kìa anh em. Về các bạn 20 game đầu tiên là 20 game elo rất là quan trọng á. Nếu mà thua nhiều quá nó bị heo elo luôn đó mọi người. Và không có cách nào có thể cải thiện được đâu ha. Cần thì nhắn mình nhé.